giờ thì mình sẽ đọc những cái câu hỏi của các bạn và trả lời với tư cách là một người phía bên ngoài nhìn vào cái câu chuyện đấy, và sẽ cố gắng đưa ra những cho bạn những cái lời khuyên có thể nói là tình cảm nhất, nhẹ nhàng nhất. Chứ mình cũng không có phủ đâu nha, các bạn yên tâm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lướt những cái tin nhắn trong hộp thư của mình nhé. Mọi người ơi, trời đã tối rồi. Mình đã bắt đầu quay cái clip này từ lúc 5 giờ chiều, tức là trời còn sáng, và bây giờ là 6 giờ rưỡi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với lại những cái lá thư trong này nhé. Một bạn nữ gửi cho mình tin nhắn là: chị ơi, em đang yêu xa một anh bên Canada. Quen nhau chưa được nửa ngày, thì đòi ảnh nút. Em không chịu rồi. Nhưng ngày sau đó, những ngày sau đó anh ấy lạnh nhạt, nhắn tin cọc lóc, thậm chí là xem inbox không rep. Thì em phải làm như thế nào ạ? Anh ấy tỏ tình em trước, nhưng em lại là người thương anh ấy hơn. Quen nhau chưa được nửa ngày, tức là hai người mới thôi đúng không? À, thật sự khi mà mình đọc cái này á, thì mình đã cảm thấy là cái người bạn ở bên Canada lại là một người không đàng hoàng rồi. Và cái mục đích mà người ta muốn nói chuyện với em, muốn quen em là gì luôn, đọc lên là thấy à. Và mình nghĩ là bạn không nên tiếp tục nói chuyện cũng như là làm bạn với một cái người như thế này nữa. Bởi vì khi mà con gái á, khi mà thích ai đấy, người ta thường dốc tình cảm rất là nhiều và dễ dàng có những cái suy nghĩ nó không có được thấu đáo cho lắm. Và bạn nghĩ coi, nếu như bạn chiều theo cái ý của anh này thì hậu quả gì sẽ xảy ra là con gái nữa. Cho nên mình nghĩ là bạn nên suy nghĩ thật là kỹ, có nên tiếp tục nói chuyện với người ta hay không. Thứ nhất, người ta ở một nơi thật là xa, và mình thì mình không thể nào mà kiểu biết được người ta ở đấy đang có cái gì, đang làm cái gì, hay là một người như thế nào. Cái thứ hai, khi mà quen nhau chưa được nửa ngày mà đòi hỏi ảnh nút như vậy thì chắc hẳn là không phải là một người đàng hoàng rồi. Không, thứ nhất không phải một người đàng hoàng, thứ hai là không tôn trọng mình. Cái thứ ba, không nên buồn khi mà người ta không rep mình như thế, bởi vì điều đó chứng minh một điều là người ta đến với mình vì cái gì, chứ đâu phải vì tình yêu đâu. Vậy nên chúng ta nên next qua người đấy thật là nhanh chóng, và đừng nên quan tâm làm gì cả. Một cái vấn đề nữa đấy là làm sao để biết người ta thích mình hay không. Làm sao để biết người ta thích mình hay không mà đơn giản, thật sự đơn giản lắm mọi người ạ. Mọi người chỉ cần hỏi những người bạn bè xung quanh mình hay là xung quanh người đấy thôi. Bởi vì người trong cuộc sẽ không bao giờ nhìn rõ những cái vấn đề bằng người ngoài cuộc đâu. Ví dụ như là bạn đang thích một người nào đấy mà bạn giấu, bạn không muốn cho ai biết cả, nhưng mà tất cả mọi thứ bạn làm, ngôn ngữ cơ thể của bạn thể hiện ra, kể cả suy nghĩ, kể cả lời nói của bạn khi bạn nhắc đến cái người đấy, mọi người xung quanh đều biết hết là bạn đang thích kẻ đủ đấy 100% luôn. Cho nên để biết được là người đấy có thích mình không thì mình nên hỏi mọi người xung quanh. Ngoài cái việc là mình quan sát, thật ra mình quan sát hay là các thứ thì mình cũng đoán mò thôi, mình cũng không chắc chắn đâu. Nhưng mà khi mà người nào đấy nói là: ê, hình như tao thấy đứa này nói thế này với mày này, hình như nó thích mày hay sao đấy. Đấy, chỉ vài ba cái lời thôi là biết được là nó có thích mày hay không. Đơn giản mà. Nhưng mà quan trọng là bạn có dám đi hỏi những cái người xung quanh của đứa đấy hay không ấy. Nói chung là đã yêu rồi thì làm liều chút xíu, đúng không? Còn không liều ấy thì sao mà biết được. Rất là nhiều câu hỏi luôn á. Thì cái câu mà mình đa số nhận được nhiều nhất đó chính là về cái vấn đề crush một bạn. Có một bạn nhỏ như mình thế này: thích một người nào đó mà cảm giác như người đó chỉ xem ta là một người bạn, thì ta có nên thổ lộ ra với họ hay không? Phương á, thì Phương nghĩ là nhưng mà mình thích ai đấy thì mình cứ bày tỏ cái tình cảm của mình. Còn nếu như mà mình cảm thấy mà người đấy chỉ xem mình là bạn thôi ấy, và mình cảm nhận rõ là họ đã chỉ coi mình là bạn thôi, không muốn mình bước qua cái hạn mức là bạn đấy, mình cảm nhận rõ điều đấy, thì thôi mình đừng có nên cố gắng làm gì cả. Bởi vì khi mà thích một ai đấy mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy á, cái người đau khổ lại là mình, bởi vì tình cảm của mình mà. Nên trao nó cho một người nào đấy mà họ cảm nhận được là: à, hình như cậu thích tớ đúng không? Xong rồi mình cũng có cảm tình với cậu đấy. Thế lúc đấy thì cái mối quan hệ nó mới vui, nó mới tiếp tục. Bởi vì chúng ta còn trẻ mà, cho nên chúng ta đừng có bị
để mình rơi vào cái một cái trạng thái tình yêu đau khổ đấy chính là tình đơn phương mọi người nhé. Phương thì không ủng hộ lắm cái việc đơn phương đâu, bởi vì Phương không muốn chúng ta lại hành hạ bản thân mình, hành hạ cái mặt tình cảm của mình, cảm xúc của mình như thế. Chúng ta sẽ qua với câu chuyện tiếp theo. Dạ, em chào chị. Nãy em có ghi một câu trên story fanpage về câu hỏi là làm sao để biết đối phương đang có tình cảm với mình. Bạn này thì cũng một cái câu hỏi như thế, nhưng mà ấy ghi hẳn một cái câu chuyện của ấy ra luôn. Em và bạn này đang mập mờ với nhau. Tính đến bây giờ thì em và bạn đó cũng được 5 tháng rồi ạ. Mối quan hệ mập mờ mà 5 tháng. Tại sao vậy? Bạn ấy cũng hay chở em đi học và ship trà sữa cho em. Nói chung là em nhờ cái gì thì bạn ấy cũng vui vẻ và giúp em hết. Vậy chính ra hai đứa này cũng có tình cảm với nhau ấy chứ. Có một lần đi thi ở trên trường về, em với bạn đó đi bộ về chung. Hai đứa cũng chả nói gì. Mới đi được một đoạn thì có mấy chú chọc bảo là hai đứa là người yêu nhau hả, bla bla bla. Xong bạn ấy kiểu cũng nhìn em cười cười rồi bảo là không phải người yêu. Rồi từ khúc đó về nhà thì em để ý là bạn ấy thi thoảng có quay sang nhìn em lâu lắm chị ạ. Em cũng có hay lên Google với YouTube để xem những dấu hiệu là đối phương có tình cảm với mình hay không. Thì em thấy bạn ấy có full hết. Hôm nay nhờ chị giúp em với, em thấy một quan hệ mập mờ như thế này thì chắc chắn không tốt cho cả hai. Wow. Em nên biết một điều như thế này, để là cái lúc mà mấy chủ kia mà chọc em với lại bạn em là người yêu nhau hả, xong lại quay lại nhìn em ấy, có nghĩa là cái ánh nhìn đấy có nghĩa là cái gì? Là cả hai chưa có thổ lộ với nhau đúng không? Chưa có nói là mình thích cậu, cậu thích mình không, xong rồi chúng mình là người yêu nhau nhé, chưa thổ lộ đúng không? Thì cái ánh mắt đấy quay lại và nói không phải người yêu đâu, mà lại nhìn mình chằm chằm như vậy, thì có nghĩa là bạn có muốn làm người yêu của mình hay không ấy. Tại vì thật sự là nếu như mà em đã tìm hiểu và cảm thấy là bạn ấy đủ hết mọi dấu hiệu rồi, thì bản thân em cũng phải tin là chắc chắn cái tình cảm của bạn ấy dành cho mình là thật, và bạn ấy có tình cảm với mình thật sự, chứ không phải là do mình ảo tưởng đúng không? Cho nên thật sự trong cái quan hệ của hai đứa thì chị thấy là hai đứa nên thổ lộ cái tình cảm này với nhau thôi. Bởi vì chắc bản thân em cũng biết được là mập mờ như thế này sẽ không tốt. Cho nên đã đến nước này rồi tại sao lại không tỏ tình nữa? Tội gì đúng không? Mình cũng nói cái tình cảm của mình ra thôi, và chắc chắn là hai bạn sẽ thành đôi mà. Thề luôn ý. Ôi còn nhiều câu hỏi lắm luôn á. Và có một vài câu thì nó còn bị lặp nữa cơ. Cho nên mình nghĩ là để trả lời hết những cái câu hỏi này trong một cái clip này thì nó hơi bị khó. Thề là hơi bị khó luôn. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm thêm một cái clip sau nữa nếu như các bạn thích. Ok, vậy nếu như mọi người muốn tâm sự với mình về một cái vấn đề gì đấy thì cứ vào fanpage Nam Phương và inbox cho mình nhé. Mình sẽ rep mọi người, nếu như không làm video thì mình cũng sẽ rep tin nhắn nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Đừng quên like cũng như subscribe cho channel của Phương.